Ok, vâng, bây giờ là đến nhà phẩm techno. Ờ, vậy là em với mấy chị hả chị? Ok. Dạ, quý vị có ai thấy giấy của em ở đâu rồi không? Giấy để giấy ở đâu rồi? Ở dưới đó là dưới hàng á. Ở dưới hàng á, dưới hàng á. Phải giấy không phải chị? À, cái tờ giấy trắng. Tờ giấy trắng. Ok, rồi, đưa tiền được giấy cho rồi. Ở dưới hàng á, con Dương ơi. Dạ, anh trẻ gì đó anh? Bảy mấy rồi anh? Chị Ngọc, qua cái thưa quý vị. Ok. Chị Ngọc thay đổi bài hát gì chị Ngọc? Techno hả chị Ngọc? Trời ơi, bữa nay tối nay chị ca techno là tụi em phải nhảy chết luôn á. Chị dữ dội lắm á. Nhảy ạ. Quý vị chuẩn bị nha. Ok, nhảy đi được techno. Hay quá chị Lan ơi. Thank you.